người thì hỏi rằng là tại sao mà có thể làm việc lâu ở trong một cái cơ quan như thế. Nếu như tôi ở đây, tôi được mọi người tôn trọng, được mọi người yêu mến và đồng thời tôi có đầy đủ điều kiện để phát huy tất cả các khả năng của tôi, thế thì tại sao tôi lại phải bỏ cái nơi này mà ra đi? Thế và khi tôi đã yêu mến nơi này thì tôi cố gắng làm cho cái nơi này nó ngày càng tốt hơn. Trong cái hoạt động hàng ngày của FPT thì có hai cái quan trọng là cái tính dân chủ và cái thứ hai là cái độc lập. Tức là mỗi dân chủ tức là bàn bạc thì rất là dân chủ, họp hành lãnh đạo và nhân viên thì đều có quyền có ý kiến hết. Còn cái độc lập thì là mỗi người được tạo một cái môi trường để mình phát triển, khả năng để phát triển hết sức cái mà mình có. Thì cái đấy là nghĩ là hai cái mạnh nhất của FPT mà nó gây một sức hút lớn đối với những người nhân viên và tạo ra cái gắn bó. FPT là một môi trường làm việc chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực trí óc, nên là Stego là một phần rất là quan trọng để giúp mọi người có thể giải tỏa được những cái tâm lý stress hoặc sau một ngày làm việc rất là căng thẳng. Nơi ở nơi đấy mọi người có thể thả nổi trí tưởng tượng hoặc sức sáng tạo của mình trong một lĩnh vực hoàn toàn khác. Có những năm tháng không thể nào quên, đó là bước ngoặt lịch sử khi đất nước gắng sức thoát ra khỏi sự trì trệ của thời kỳ bao cấp. Đại hội 6 của Đảng với những quyết sách mau lẹ đã đưa cả dân tộc bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện. Ra đời trong bối cảnh ấy, FPT mong muốn tạo dựng một môi trường phát triển lành mạnh cho các nhà khoa học trẻ. Vẫn còn đó chiếc máy tính đầu tiên và những trụ sở cũ khi mà các chiến binh FPT phải làm việc 24 giờ một ngày để có được những hợp đồng tin học đầu tiên. Chẳng ai ngờ được sẽ có ngày FPT xuất khẩu phần mềm và cắm rễ ở Nhật, ở châu Âu và ngay ở thung lũng điện tử của nước Mỹ. Lại càng ngạc nhiên hơn khi FPT trở thành một mạnh thường quân cho các tài năng tin học trẻ, trí tuệ Việt Nam. Hơn thế nữa, còn có mạng lưới đào tạo lập trình viên lớn nhất Việt Nam với 4.000 sinh viên, bằng một nửa tổng số sinh viên tin học của toàn bộ hệ thống đại học quốc gia. Từ vẻn vẹn 13 sáng lập viên, không cần vốn liếng, sau 15 năm, FPT trở thành tập đoàn công nghệ thông tin số 1 của Việt Nam. Với doanh thu 200 triệu đô la Mỹ, bỏ xa các công ty số 2 và số 3. Bí quyết nào đã giúp FPT đạt những thành tích vượt trội nói trên? Bạn có ngạc nhiên không khi người ta nói rằng đó là nhờ bộ gen, nhờ văn hóa tập hợp tài năng? Lịch sử ra đời và phát triển của FPT gần như trùng khớp với bước vật vã chuyển mình đi lên của Việt Nam sau hơn 15 năm đổi mới. Đất nước đang bước vào thời kỳ khởi sắc và hội nhập quốc tế. Nhìn lại một chặng đường, ta thấy bên cạnh những doanh nghiệp phát triển với tốc độ chóng mặt như FPT, thì cũng có nhiều đơn vị sống cầm chừng, thua lỗ, rồi giải thể. Bí quyết phát triển dựa vào văn hóa công ty của FPT dường như khá mới mẻ ở Việt Nam. Văn hóa công ty, văn hóa doanh nghiệp mới nghe có vẻ rất trừu tượng, bởi vì văn hóa ở đây được hiểu theo nghĩa rộng. Thực ra ở FPT, đó là những nét riêng đặc thù được thể hiện rõ qua các thế hệ trí thức tài năng. Đó là Nguyễn Khắc Thành, một tài năng toán học, đã rùi mài kinh sử suốt 5 năm ở tổng hợp Lomonosov, lâu đài cao quý nhất của nền giáo dục Nga Xô Viết. Đó cũng là Trương Gia Bình, Hoàng Minh Châu, Nguyễn Thành Nam và rất nhiều chàng trai cô gái được đào tạo cơ bản ở Liên Xô và Đông Âu cũ trở về. Họ còn là những thế hệ thanh niên xuất sắc từ các trường đại học trong nước tụ họp về đây. Một Trương Đình Anh thẳng thắn, đầy cá tính,
chỉ biết có chất lượng và hiệu quả như cái khung xương vững chãi của công ty. Bên cạnh đó là Dương Dũng Triều cũng như Đình Anh, giỏi kinh doanh và giỏi lôi kéo người tài. Rồi Trần Tiên Phong, Nguyễn Tất Đắc với những chứng chỉ giải thưởng và dự án tin học quốc tế. Mỗi người một vẻ, điểm xuất phát có thể khác nhau, nhưng họ đều có một niềm say mê vô bờ bến với sự nghiệp công nghệ thông tin, có chung một ý chí sắt đá, vươn lên không ngừng, bất chấp mọi khó khăn. Mỗi người trong số họ đều có cái tôi đặc sắc trong cái chúng ta chung cho gia đình lớn FPT. Điều khó nhất là làm sao để mỗi cái tôi độc lập có thể phát triển trọn vẹn, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho cái ta chung của FPT. Đó là cả một câu chuyện được viết lại qua năm tháng bởi chính những người trong cuộc. Họ đang đi tìm cho mình một bản sắc văn hóa, một bộ gen chung, tạo nên sức mạnh bền vững cho tổ chức của mình. Vậy văn hóa doanh nghiệp là gì? Có cội rễ từ đâu? Bộ gen của công ty hay là văn hóa của công ty đó, nó cũng có được tiếp thu được từ thực tiễn của các công ty công nghệ hàng đầu của thế giới như là HP, như là IBM, như là Microsoft. Đồng thời chúng tôi cũng học cái kiến thức quản trị kinh doanh hiện đại và chúng tôi đặc biệt là học từ cái truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của Việt Nam. Đấy chính là cái tụ hội tài năng. Chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải trọng dụng cái tài năng, phải trọng dụng nhân tài, phải để cho mọi người có thể phát huy được tối đa cái tài năng của mình để đóng góp cho sự phát triển của chính họ cũng như là của công ty. Vâng, sự thành công của mỗi con người chính là sự thành công của tổ chức. Xin bắt đầu bằng câu chuyện của tiến sĩ Nguyễn Khắc Thành. Cũng như bao trí thức Việt Nam, Thành sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Trở lại Thái Bình thăm mẹ thăm quê, anh thấy bồi hồi, xốn xang khó tả. Cha mất sớm, mẹ lặn lội đủ nghề để kiếm đồng rau đồng gạo nuôi con. Thương mẹ, Thành gắng học đêm ngày. Cậu đạt giải nhất toán miền Bắc năm lớp 4 và từ cấp 2 đã đi học chuyên toán xa nhà. Cuộc sống tập thể là môi trường thuận lợi cho cậu bé phát huy óc sáng tạo và khiếu văn nghệ của mình. Và trong các tiết mục văn nghệ, Thành đã gửi gắm vào đấy cái hồn của làng quê Việt với những câu kiều, mẹ ru và những làn điệu chèo cậu thuộc từ tấm bé. Những năm tháng bom đạn giặc dội xuống quê hương, Thành vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường cùng với những đứa trẻ đi sơ tán. Tuy còn nhỏ nhưng Thành và lứa học trò ngày ấy đã học tập với một khí thế hừng hực hướng về Nam. Cái khí thế xuyên suốt những bài ca cách mạng. Tâm hồn nhạy cảm của Thành như rung lên trước những vần thơ về mầm sống nơi địa đạo Vĩnh Linh. Ba tháng lẫy, bảy tháng ngồi, con chơi với đất, con chơi với hầm. Mong ngày, mong tháng, mong năm, vắt teo bầu vú, nuôi mầm thành cây. Sức sống quật cường của dân tộc trong chiến tranh đã tạo cho Khắc Thành và cả một thế hệ học trò cái nghị lực và khát vọng vươn lên. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, những học sinh ưu tú như Thành được tới Nga học tập. Ở đây, tâm hồn chàng trai trẻ được thả sức bay bổng giữa thiên nhiên và nền văn hóa Nga vĩ đại. Nhưng cũng chính ở trời Âu, Thành đã ý thức được sự đối lập giữa vị thế của một Việt Nam anh hùng và sự nghèo khó của một quê hương vừa thoát khỏi chiến tranh. Cho đến giờ trong ký ức của anh vẫn còn nỗi xót xa về những thân phận lặn lội mua hàng cho tới tối đêm giữa trời đông buốt giá. Thực ra mà khi mà sang Nga thì nó có rất là nhiều kỷ niệm, nhưng mà có lẽ có một số những cái thời điểm, có một số những cái kỷ niệm mà nó để lại cái dấu ấn rất là sâu đậm vào trong con người mình. Thì khi mà ở trong nước thì rất là khổ, nhưng mà thực ra mình cũng không biết là mình khổ. Thì chỉ khi ra nước ngoài thì mình bắt đầu mới cảm nhận được cái sự nghèo khó của bản thân, của gia đình và của đất nước. Khi mà đi xếp hàng để mua đồ ở các cửa hàng của Nga
thì tôi có một cái cảnh mà cực kỳ ấn tượng, tức là một cô công nhân rất là bé mà chen vào hàng và mua được hai cái máy khâu, hai tay xách ra hai cái máy khâu, hồi đó là máy khâu con bướm, và chạy băng băng, và trông vẻ mặt nó có một cái sự mãn nguyện và một cái sự sung sướng. Thì tôi cái cảm giác nó rất là chua xót. Một lần nữa, cái nghèo lại thôi thúc Thành và thế hệ của anh phải vươn lên. Trở về nước vào những năm tháng cuối cùng của thời kỳ bao cấp, Thành vẫn còn cảm nhận được sự chật hẹp, bức bối của tem phiếu, của xếp hàng và sự trì trệ của cơ chế cũ. May mắn là Đại hội 6 của Đảng đã mở ra cơ hội phát triển cho mọi người, trong đó có các nhà khoa học trẻ. Từ những trụ sở đầu tiên ở Viện Cơ Sảng Võ, FPT đã lớn dần lên nhờ biết tập hợp những tài năng như Khắc Thành. Khi những hợp đồng tin học bắt đầu dày lên, khi chiếc máy tính đầu tiên này được thay bằng hàng trăm máy tính hiện đại, đó cũng là lúc Thành và các nhà khoa học trẻ FPT đã thành công trong một lĩnh vực mới mẻ của đất nước, tin học. Từ một tiến sĩ toán, Thành đã trở thành một lập trình viên sáng giá, với nhiều sản phẩm mềm có uy tín và được xuất khẩu. Anh cũng trở thành một giám đốc của mạng lưới đào tạo lập trình viên rộng lớn nhất Việt Nam. Thành công của Khắc Thành chỉ là một ví dụ nhỏ trong đội ngũ hơn 1.000 nhân viên FPT. Đó là kết quả của mô hình quản lý mới với triết lý coi tài năng là cốt lõi quan trọng bậc nhất của một tổ chức. Những cuộc thi trạng nguyên thế này đã đem lại niềm hứng khởi rất lớn cho các thành viên công ty phấn đấu vươn lên. Ở đây, con người được đánh giá bởi tài năng, ý chí, bởi kết quả công việc và được tạo mọi điều kiện để phát triển. Có thể gặp ở FPT rất nhiều thế hệ trí thức. Nguyễn Tất Đắc là một ví dụ. Anh thuộc thế hệ thứ ba, là học sinh chuyên lý. Ngay từ phổ thông, Đắc đã đoạt giải nhất thi tài năng tin học không chuyên toàn quốc. Về làm việc tại trung tâm xuất khẩu phần mềm FPT, anh đã tham gia nhiều dự án lớn với các khách hàng uy tín của Anh, Bỉ, cũng như tham dự các cuộc thi sản phẩm phần mềm quốc tế. Tài năng của Đắc đã được FPT vun sới ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đại học. Cùng với nhiều bạn trẻ, Đắc được tham gia trung tâm bồi dưỡng tài năng tin học trẻ. Với việc cung cấp bồi dưỡng kiến thức toàn diện cho đội ngũ học sinh, sinh viên giỏi tin học, FPT mong muốn bồi dưỡng tài năng không chỉ cho mình, mà cho cả nền công nghệ thông tin nước nhà. Trong cái thời gian tham gia vào trung tâm tài năng trẻ của FPT thì bọn em cũng được học hỏi và được tham gia cũng rất là nhiều những cái kiến thức mà bổ ích. Thì ở đây em cũng xin lấy một cái ví dụ rất đơn giản là cũng như tất cả những cái người mà còn trẻ khi mà mới học trung học hoặc học đại học thì sẽ rất ít có những kinh nghiệm khi mà tiếp xúc với lại người nước ngoài và rất là những cái doanh nhân. Thì khi mà tham gia vào trung tâm tài năng trẻ thì bọn em được tiếp xúc với lại rất là nhiều những cái người mà có địa vị cũng như là có những cái danh tiếng nhất định. Thì sau đó thì khi mà tham gia công tác thì khi mà tiếp xúc với những khách hàng, ngay cả những cái người mà có tầm cỡ quốc tế, em cũng cảm thấy rất là tự tin. Ra trường, Đắc về làm việc tại một cơ quan khác. Nhưng rồi lực hút của FPT đã lại kéo anh trở về cái nơi đã vun đắp cho anh. Lực hút ấy chính là môi trường cho tài năng phát triển. Có rất nhiều trí thức trẻ như Đắc, điều họ quan tâm hàng đầu chưa phải là lương, thưởng, mà là cơ hội được học hỏi, được thử nghiệm tất cả kiến thức đã học. Nếu Nguyễn Tất Đắc là dân tin học xịn, thì Trần Tiên Phong lại vốn là dân ngoại thương. Thế mà ở FPT hiện nay, anh lại là người đầu tiên đạt chứng chỉ quốc tế CCIE. Một tấm vé thông hành quý giá giúp công ty bắt tay với các khách hàng quốc tế lớn. Kinh nghiệm cho thấy thí sinh các nước phải thi 2-3 lần mới đạt, vậy mà Phong lại đạt được ngay từ lần thi đầu tiên. Ở Việt Nam, Phong là người thứ hai có được tấm chứng chỉ này.
Phải nói là lãnh đạo công ty đã nhìn vào thực tài, chứ không chỉ căn cứ vào tấm bằng đại học, khi sẵn sàng đầu tư cho Phong và mỗi thí sinh CCIE 40.000 đô la Mỹ để ôn luyện cả trong và ngoài nước. Đào tạo đi liền với chính sách lương thưởng xứng đáng, đã giữ những triển vọng trẻ như Phong ở lại với đơn vị. Khi mà đạt CCIE thì tôi thấy là tôi có rất nhiều cơ hội được làm việc ở những cái môi trường quốc tế, nhưng cuối cùng tôi đã lựa chọn làm việc cho FPT, bởi vì tôi nghĩ là nếu mà làm tốt thì làm ở đâu cũng có cơ hội cả. Và một điều quan trọng nhất là FPT đã có công rất lớn trong việc đầu tư và trong việc trang bị cho tôi những cái kiến thức cũng như là những cái môi trường làm việc mà không một công ty khác có thể đem lại cho tôi được. Phong và các thế hệ trí thức gắn bó với công ty mình còn bởi một lẽ, ở đây họ được sống hết mình với một cuộc sống tinh thần phong phú lành mạnh. Hãy nghe Khắc Thành hát chèo. Cái dây xuân thu bằng bạc để trên đầu cô Vân. Không còn nhận ra đâu là giám đốc, đâu là nhân viên. Chỉ còn những tâm hồn đồng điệu và một người nghệ sĩ, một chàng trai đang hát, đang cười với tất cả nhiệt huyết của mình. Những làn điệu chèo Phạm Tuân, chèo Thị Mầu, disco Mẹ Suốt của Khắc Thành đã ra đời trong không khí disco ấm áp tình đồng đội như thế. Chưa một nghệ sĩ nào của FPT có nhiều người hâm mộ như Khắc Thành, và anh đã được công chúng disco bầu là nghệ sĩ nhân dân của nền văn hóa ấy. Không chỉ bởi sự hài hước, hết lòng và tài văn nghệ của anh. Thẳm sâu trong người giám đốc hát này, bạn bè đồng nghiệp nhận ra một trái tim luôn trăn trở nghĩ suy, từng xót xa trước thân phận của người dân một nước nghèo nơi đất khách, nay thành lại đau đớn trước sự tha hóa của đạo đức và sự bùng phát của tệ nạn xã hội. Không phải ngẫu nhiên, Thành được các thế hệ FPT đánh giá cao. Anh là cái người đặc trưng cho hai cái đức tính, cá tính rất nổi bật của người FPT. Thứ nhất là làm việc thì phải hết mình, mà thứ hai là trong cuộc sống thì phải có một cái tinh thần mà chúng tôi vẫn gọi là tinh thần STICO, là có một sự hòa đồng, có một cuộc sống tinh thần phong phú và góp phần xây dựng nên một cái bản sắc văn hóa của công ty. Tôi rất ngưỡng mộ cái thế hệ những người đi trước ở FPT, vì họ là những người trưởng thành trong chiến tranh. Chính vì vậy mà những gì họ đạt được chỉ là một của ngày hôm đó thì có thể giá trị bằng 4 năm của ngày hôm nay, vì những cái điều kiện họ trải qua là rất là khó khăn. Và hơn nữa là cái điều rất ngạc nhiên ấy, là vì là tôi đã từng công tác ở một số công ty khác trước khi về FPT, thì là họ đã tạo được một nền văn hóa rất nhiều bản sắc và khiến cho lớp trẻ đi vào họ luôn luôn cảm thấy như là mình đã được sống trong một cái thế giới khác với cái thế giới ở bên ngoài. Tức là nó không chỉ có những điều là cơm áo gạo tiền hàng ngày, mà nó có cả những yếu tố như là tình yêu thương, sự chia sẻ, rồi là sự đóng góp. Thực ra sống ở FPT được hơn 4 năm rồi, thì tôi bắt đầu hiểu là cái bản chất văn hóa STICO ấy là sự bình đẳng. Bình đẳng giữa sếp và nhân viên, bình đẳng giữa các nhân viên với nhau. Và đó chính là cái lõi của văn hóa STICO. Thì tôi tin rằng cái lõi đấy sẽ phải được truyền lại cho thế hệ chúng tôi, và chúng tôi sẽ có trách nhiệm truyền lại cho những thế hệ đàn em mới vào FPT, mà thế hệ đấy sẽ rất đông vì công ty ngày càng lớn mạnh hơn. Rõ ràng, văn hóa STICO không chỉ đơn thuần là những hoạt động văn nghệ, thể thao bề nổi. Nó đã xây dựng được cho mình những nhân vật tiêu biểu, những người anh hùng mà Khắc Thành là một đại diện. Thông qua những nhân vật này, thông qua văn hóa STICO, FPT muốn truyền giao các giá trị tinh thần qua các thế hệ. Đó là những giá trị nhân bản, thể hiện qua một nền văn hóa mang màu sắc sáng tạo, dân dã. Văn nghệ, thể thao, những buổi dã ngoại gợi nhớ thời sinh viên,
đã xóa tan ranh giới giữa lãnh đạo và nhân viên, giữa thế hệ trước và thế hệ sau. Chính nhờ văn hóa STICO, nhờ những tờ báo, tạp chí, những cuốn sử ký như thế này mà sự chân thành và dân chủ được đơm hoa kết trái. Đó không chỉ là nơi tôn vinh truyền thống của đơn vị, là nơi bản sắc văn hóa hay bộ gen của công ty được mã hóa. Đó còn là nơi người ta có thể nói hết mọi điều, thậm chí lên án cả những mặt trì trệ, tất cả vì sự phát triển lành mạnh và bền vững của đại gia đình FPT. Hoạt động thực tiễn xã hội STICO và những nhân vật như Khắc Thành là một trong những phần cơ bản, và có thể nói đó là trái tim, là tâm hồn của cơ thể sống FPT. Từ nhịp đập của nó mà dòng máu đỏ tươi đã đi khắp cơ thể, tạo nên sức mạnh kỳ lạ của FPT. Thật thú vị khi nói đến văn hóa STICO ở FPT. Nó làm tôi nhớ đến thời niên thiếu của mình. Ở đây có 25 loại hình thể thao với hơn 90% nhân viên tham gia. Tôi cảm thấy ở FPT, mọi người làm việc cũng như chơi thể thao đều hăng say hết mình. Mọi người đều có cảm nhận đây không những là một công ty lớn mà còn là một đại gia đình. Nói đến Khắc Thành và văn hóa STICO như là trái tim của cơ thể sống FPT, không có nghĩa ở FPT chỉ có những chiếu cầu hiền tài và văn hóa văn nghệ. Nên nhớ rằng, dù tự do đến mấy thì đây cũng là một doanh nghiệp mà thước đo cuối cùng là hiệu quả kinh tế. Cùng với sự gia tăng của tỷ lệ hàng Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài, FPT bắt đầu mơ đến việc xuất khẩu phần mềm và mở văn phòng thương mại tại Mỹ. Sự kiện Tổng thống Mỹ Bill Clinton thăm Việt Nam được người FPT đón chào nồng nhiệt và tranh thủ khuếch trương cho doanh nghiệp của mình. Một hội nghị riêng hồng được FPT tổ chức để thực hiện kỳ được ước mơ xuất khẩu phần mềm. Mở đầu là những ngày Khắc Thành và đội ngũ FPT đi lấy kinh, học hỏi kinh nghiệm, xây dựng lực lượng xuất khẩu phần mềm của Ấn Độ. Ở FPT, người người nói đến cuộc chiến năm 28, mở màn 10 năm toàn cầu hóa FPT. Khắc Thành và các chiến binh FPT chia sẻ niềm mơ ước với Tổng Giám đốc Trương Gia Bình, đưa giá trị của công ty tại thị trường chứng khoán Nasdaq lên 8 tỷ đô la Mỹ. Trường Võ Bị Aptech mà Thành là một giám đốc đã ra đời trong bối cảnh ấy. Vượt qua những bước gian nan, để có được 4.000 sinh viên theo học ở đây, nghệ sĩ Khắc Thành phải bám vào bộ luật chất lượng của công ty. Và cũng phải rất thực tế. Thực tế thị trường thì nó hoàn toàn không lãng mạn tí nào. Cho nên nếu mình lãng mạn mà thị trường nó không chấp nhận cái sự lãng mạn thì tự nhiên là mình cũng chết thôi. Thì nếu mà thị trường đã chấp nhận thì chứng tỏ rằng là cái sự lãng mạn của mình là cái sự lãng mạn thực tế chứ không phải lãng mạn viển vông. Thế và hiện tại thì thực tế nó đang chứng tỏ rằng là cái sự lãng mạn của mình là sự lãng mạn thực tế. Bởi vì là các sinh viên Aptech của chúng tôi
khi mà tốt nghiệp ra trường thì được các doanh nghiệp đánh giá rất là tốt, được thị trường chấp nhận. Và nếu mà nói về con số thống kê thì cũng không có gì đáng ngại về cái số mà sinh viên APTECH tốt nghiệp cả. Bởi vì nếu mà nói về 10 năm, 20 năm nữa thì tôi không dám nói chắc. Nhưng mà con số cho đến bây giờ thì tất cả các sinh viên tốt nghiệp 2 năm APTECH thì đều có việc làm rất là tốt. Và có thể nói là cái tỷ lệ đó gần như là 100%. Hiện nay thì chúng tôi quan tâm nhất vẫn là vấn đề chất lượng. Cái số lượng các cơ sở đào tạo về công nghệ thông tin ở Việt Nam hiện nay càng ngày càng tăng. Và có thể đến một lúc nào đấy thì cái số lượng đào tạo ra nó sẽ cân bằng hoặc vượt quá cái nhu cầu của ngành công nghiệp và vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin. Nhưng mà chính trong cái bối cảnh khi mà cái nhu cầu nhân lực nó cân bằng hoặc là khả năng cung cấp nó vượt quá cái nhu cầu hiện có thì cái vấn đề chất lượng lại là cái yếu tố quan trọng số 1. Thì cái xuất phát điểm của APTECH là sẽ tồn tại dựa trên chất lượng và cũng là cái định hướng của APTECH để có thể phát triển ở những năm tới là dựa vấn đề chất lượng. Chính sách chất lượng giờ đây được coi như bộ luật, như khung xương của FPT. Để đảm bảo chất lượng thì phải quy chuẩn hóa, lượng hóa, ISO hóa toàn bộ hoạt động của công ty. Có thể nói, việc quy chuẩn hóa này bắt nguồn từ ý tưởng xuất khẩu phần mềm mà tiến sĩ Nguyễn Thành Nam là một trong những người khởi xướng. Anh là một con người không chịu để cho giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Nam trăn trở, tại sao ta chỉ quẩn quanh với doanh số lương bổng mà không dám dũng cảm khám phá những chân trời mới? Anh nghĩ ra việc, để rồi mình lại phải lao vào việc. Nam cùng lãnh đạo công ty lao vào học tiếng Anh, tiếng Nhật, thi lấy chứng chỉ tin học quốc tế. Rồi cả doanh nghiệp cùng lao vào chuẩn hóa. Một sự nỗ lực phi thường để trong thời gian ngắn FPT đạt được chứng chỉ ISO 9001, rồi chứng chỉ CMM bậc 4, một đẳng cấp rất cao để bước chân vào thị trường phần mềm quốc tế. Giờ đây FPT đã xây dựng được một nền tảng vững chắc về công nghệ thông tin theo các chuẩn mực quốc tế. Tất cả các quá trình tác nghiệp liên quan đến xử lý thông tin như quản lý tài chính, quản trị nhân sự, lương, tài sản cố định, quy trình ISO đều đã được tin học hóa. Và qua những bước thăng trầm, trung tâm xuất khẩu phần mềm của Thành Nam bắt đầu có lãi. Cùng với sự lớn lên về mọi mặt của đội ngũ lập trình viên, thị trường phần mềm của FPT đã vươn ra bám rễ ở Nhật, ở châu Âu và Bắc Mỹ. Cũng chính từ ý tưởng xuất khẩu phần mềm của FPT mà đã xuất hiện một chiến lược xuất khẩu phần mềm của cả quốc gia. Đối với đội ngũ FPT, chính qua xuất khẩu phần mềm, qua việc quy chuẩn hóa và chính sách chất lượng, mà tất cả anh chị em đều vượt mình lớn lên rất nhiều. Mục tiêu của chính của phòng SEPG và bên QA tức là để kiểm soát, đưa ra một cái quy trình về chất lượng, sau đó là kiểm soát chất lượng của các dự án có theo tuân theo đúng quy trình hay không, và để đặt ra là muốn là so sánh các cái dự án của mình với các cái dự án trên quốc tế có đạt được cái norm như quốc tế không. Mong muốn của mình là mình đẩy cho nó đi đến cùng, và mong muốn thứ hai là tất cả những anh em mà đã tham gia thì bằng cái việc mà giao tiếp, tiếp xúc được nhiều với những cái cách làm việc đặc biệt khoa học của những cái đất nước, của những công ty mà mình làm cùng, thì có điều kiện để tiếp cận những cái công nghệ, điều kiện tiếp cận những văn hóa mới. Nói đến chính sách chất lượng như một trong năm yếu tố của bộ gen FPT, như bộ khung xương pháp luật của công ty, không thể không nhắc đến Trương Đình Anh. Trở thành giám đốc từ năm 26 tuổi và giờ đây đã là tổng giám đốc của công ty truyền thông FPT.
Đình Anh đã thành công trên một thị trường mang tính cạnh tranh cao là Internet. Ngoài tài năng, ý chí, sự say mê tin học như nhiều thành viên FPT khác, Đình Anh là một nhà quản lý hiện đại. Tất cả phải được đo, phải bám vào pháp luật và chỉ biết có pháp luật. Anh là một nhà kinh doanh giỏi, lắm mưu, nhiều kế và đặc biệt chú ý đến nhu cầu của khách hàng, đến lợi nhuận. Mạng trí tuệ Việt Nam, các loại dịch vụ Internet, rồi tờ báo điện tử VN Express chỉ với hơn 30 người mà có 2 triệu độc giả. Tất cả là sản phẩm của Đình Anh. Là một con người đầy cá tính, Đình Anh đại diện cho một thế hệ mới, đặc biệt coi trọng cái lý, sự dân chủ và công bằng. Công ty nó không có cái việc mà gọi là già lên lão. Mọi người dù một người mới vào hôm nay thôi, nhưng mà mình có những cái cố gắng nó đem lại những hiệu quả đích thực cho công ty, thì trong một cái ngày rất gần thì có thể được cất nhắc. Thì cái điều đó không phải ở cơ quan nào bên ngoài cũng có được. Và chúng tôi nghĩ rằng là ở FPT thì chúng ta làm được cái điều đó, và cái điều đó nó tạo cơ hội cho mỗi người phát triển tốt nhất cái tài năng của mình. Có thể nói, tương lai của FPT phụ thuộc vào thế hệ trẻ, năng động, giàu lý tính như Đình Anh, rồi Trần Việt, Dương Dũng Triều. Tuy rất khâm phục Khắc Thành, Thành Nam và thế hệ những người khai sinh ra FPT và văn hóa Stico, nhưng Trần Việt vẫn nhận thức rõ, thế hệ ngày nay phải có những bước tiến xa hơn. Sanh điệu, chịu chơi, nhảy pop rock giỏi và có ô tô riêng, Trần Việt muốn bật nhanh hơn từ cái nền của lớp đàn anh. Ít mặc cảm, có dằn vặt thì cũng là để nhanh chóng tìm ra giải pháp. Thế hệ Trần Việt ước muốn không đứa nào là không có kha, chứ không phải là không bữa nào là không có bia. Thông minh thực tế nhưng cũng rất sâu sắc, thế hệ Trần Việt hiểu rằng phải dựa vào văn hóa Stico thì mới có sự dân chủ bình đẳng, sự gắn kết hài hòa giữa các thế hệ FPT. Thế nhưng là những tài năng vươn lên trong điều kiện học tập khó khăn ở trong nước, hơn ai hết, thế hệ này hiểu rõ cái giá của sự thành công. Khó khăn hơn nên thực tế hơn và cũng nhanh nhạy hơn trong việc tiếp thu các kiến thức quản trị hiện đại, các tiêu chuẩn và quy trình chất lượng để mau chóng tới được cái đích là hiệu quả trong kinh doanh. Dương Dũng Triều là một trong số những người như vậy. Triều vào đại học khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ nên dù học giỏi cũng không du học được. Từ khi là sinh viên, Triều đã tham gia nhóm lập trình BCS của FPT mà anh em gọi là nhóm bao cao su. Thế nhưng sau khi chính thức là thành viên của FPT, Triều lại nghĩ, học công nghệ thông tin mà lập trình thì hiển nhiên rồi. Thử làm việc khác như kinh doanh, xem có khó hơn không? Năm 2001, lần đầu tiên trung tâm giải pháp phần mềm của Triều hoàn thành kế hoạch kinh doanh, và năm sau thì nâng doanh số tăng lên gấp rưỡi so với kế hoạch. Có thể nói tiêu chí chất lượng đã được Triều và tất cả thần dân FPT thấm nhuần sâu sắc. Chất lượng của trung tâm thì là cũng tuân thủ theo quy trình sản phẩm sản xuất ISO 2001, thì có hàng giữa các dự án đều được kiểm tra, review cẩn thận, xem xét cẩn thận, và sau đó được đánh giá, thu thập số liệu, và sau đó là kết thúc dự án thì là có xem xét lại cũng như là tổng kết lại để đánh giá lại cái điểm ưu điểm và nhược điểm của cái dự án đấy để làm sao cái chất lượng của dự án nó tốt hơn, hỗ trợ được đáp ứng được nhu cầu khách hàng tốt hơn. Thì trong quá trình hợp tác khoảng hơn 5 năm vừa rồi, thì nghĩ là FPT là thứ chất lượng của FPT thì nói chung là rất là tốt. Đấy, các cái sản phẩm rồi các cái dịch vụ mà FPT cung cấp cho bên Hàng Mobile nói chung là rất là tốt. Mỗi một công ty chi nhánh thì cũng sẽ là luôn luôn cố gắng hoàn thiện để phát triển theo cái mục tiêu chiến lược của cả công ty đề ra. Thứ hai là ở trong FPT hiện giờ là một trong những cái tiêu chí để của ban lãnh đạo là thứ nhất là đưa lên cái chương trình là Leadership Building, thì cái chương trình đấy đã được ban lãnh đạo, toàn bộ ban lãnh đạo của tự trên từ tổng công ty xuống và phát tán xuống tất cả các bộ phận và quán triệt cho đến từng nhân viên một.
để cho mọi người luôn luôn chia sẻ những cái mục đích của công ty, để cho mọi cá nhân đều phát triển theo, cố gắng để phát triển theo sự phát triển chung của cộng đồng công ty. Bàn về bộ gen FPT, không thể không nói đến yếu tố tầm nhìn và việc xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi như bộ óc của FPT. Người đứng đầu của bộ óc ấy, cha đẻ của những lý thuyết và ý tưởng táo bạo ở FPT là tiến sĩ Trương Gia Bình. Anh khiêm tốn và ẩn mình trong khi luôn khuyến khích nhân viên phải vươn lên và tự coi mình là số một. Là người sáng lập ra FPT, cùng với 12 cựu chiến binh năm xưa, anh luôn mơ ước tới những điều to lớn, nào là xuất khẩu phần mềm, nào là làm cho trí tuệ Việt Nam vươn xa, nào là ý tưởng thác số và cầu vượt, với mong muốn Việt Nam thoát nghèo nhờ chất xám. Phát huy tối đa cái năng lực của mỗi tài năng là một cái chuyện không dễ. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết làm chuyện đó thì chúng ta có thể làm được những việc rất là kỳ vĩ. Đối với FPT, chúng tôi mong muốn FPT trở thành công ty không chỉ là hàng đầu về công nghệ thông tin của Việt Nam, mà chúng tôi muốn trở thành một cái doanh nghiệp toàn cầu để trí tuệ Việt Nam có thể vươn ra thế giới, để một ngày nào đó chúng ta có một Việt Nam trí tuệ. Đúng vậy. Để doanh nghiệp bền vững và phát triển không ngừng, thì người lãnh đạo phải có tầm nhìn, phải có trí tuệ. Vừa phải nhìn xa, lại vừa phải giỏi quản lý để có thể giải quyết những vấn đề rất cụ thể như làm sao đảm bảo chất lượng và nâng mức doanh thu. Tiến sĩ Hoàng Minh Châu, giám đốc FPT Hồ Chí Minh là một trong số nhiều người lãnh đạo như thế. Vào thời điểm Việt Nam và các nước trong khu vực đang chịu tác động của khủng hoảng kinh tế, thì anh lại chẳng ngại ngần đẩy kế hoạch doanh thu của đơn vị lên mức cao nhất so với những năm trước. Anh động viên anh em, khi mọi người đều nản mà mình không nản thì đấy là cơ hội lớn. Và năm ấy các anh đã thành công. Chính anh cũng là người tích cực tìm bệnh cho FPT để chữa trị, để chống trì trệ ngay khi công ty đang ăn nên làm ra. Có một thời FPT chưa chú ý nhiều đến việc chiếm lĩnh tình cảm và giữ khách hàng, thì chính Hoàng Minh Châu đã phát minh ra một chân lý kinh doanh: cái gì của khách hàng cũng thơm. Và anh đã giúp các nhân viên thấm nhuần những đường hướng, quy định của công ty với phong cách quản trị hiện đại. Và anh Châu hay nói cái câu là khách, cái gì của khách hàng cũng thơm hết, bất kể lời nói hay là hành động. Đôi khi thì khi mà tiếp xúc với khách hàng có nhiều người, người này người khác ạ, nếu mà người dễ tính thì mình rất là làm việc rất là nhanh chóng, còn đối với người khó thì nếu mà mình thuyết phục trực tiếp họ không được thì sẽ xin lại số điện thoại hay là địa chỉ, sau đó là liên lạc qua điện thoại một lần nữa. Còn nếu mà không được nữa thì mình sẽ cho một thời gian, rồi khi nào mà chương trình FPT khuyến mãi mới thì mình lại giới thiệu họ tiếp, còn nếu họ không đồng ý nữa thì thôi, mình lại chuyển sang một khách hàng khác. Đối với FPT thì khách hàng lớn nhỏ đều như nhau cả. Nếu mà nhỏ thì kiếm được nhiều thì cũng thành lớn ạ. Hiếm có người lãnh đạo nào ở FPT mà mỗi lời nói đều được thần dân FPT coi như một triết lý. Và tài hơn nữa là làm cho những triết lý ấy trở thành phổ biến, ngấm vào mọi người. Từ triết lý về chất lượng, về dịch vụ đối với khách hàng, đến triết lý về tính cộng đồng, về ý chí kiên cường cần phải có của người FPT trong những thời khắc khó khăn nhất. Anh đã từng nói, con đường chúng ta đi không có trạm dừng chân, nếu ai đó không đi được nữa thì hãy cố mà chạy. Có thể nói trong con người của vị lãnh đạo này có đầy đủ các yếu tố của bộ gen của văn hóa FPT, vừa có tầm nhìn, sự lãng mạn, sự trân trọng người tài, sự trăn trở lẽ đời, óc hài hước Stico và sự tỉ mỉ cụ thể của một nhà quản trị hiện đại. Thì ở trong công ty chúng tôi cũng mong muốn là xây dựng một cái hệ thống giá trị như cái bản tuyên ngôn, và cái người đứng đầu công ty sẽ luôn luôn phải tuyên thệ trung thành với cái bản tuyên ngôn đó. Và cái bản tuyên ngôn đó nó làm cơ sở để quyết định tất cả mọi cái khác. Nó phải ảnh hưởng đến cái phong cách của cái người quản trị,
nó phải ảnh hưởng đến cách thức đánh giá nhân viên, nó ảnh hưởng đến lương thưởng, nó ảnh hưởng đến cái cách thức mà chúng ta quan hệ với khách hàng. Và cái hệ thống giá trị đó nó phải là cơ sở, nền tảng để chúng ta quyết định tất cả mọi cái đó. Vâng, điều khó khăn nhất của mỗi doanh nghiệp là làm sao giữ được uy tín lâu dài và đoàn kết thống nhất để phát triển. FPT đã thành công và đang hướng tới sự trường tồn nhờ biết tìm tòi xây dựng một bản sắc văn hóa doanh nghiệp độc đáo, kết hợp cái tình, cái tâm, cái tài của phương Đông với cái lý, sự tiêu chuẩn hóa và cách thức quản trị kinh doanh hiện đại của phương Tây. Cùng với thời kỳ đổi mới của đất nước, FPT đã lớn mạnh thành tập đoàn công nghệ thông tin số 1 của Việt Nam. Với khoảng 1.500 nhân viên, đi đầu cả về phần cứng và phần mềm, cả về đào tạo lập trình viên và xuất khẩu phần mềm. Nó đã góp một phần không nhỏ vào việc xây dựng chiến lược công nghệ thông tin của quốc gia. Kinh nghiệm của FPT có thể áp dụng theo cách riêng ở nhiều đơn vị, tổ chức. Những cái giá trị văn hóa đấy nó có thể giúp cho cái thương hiệu của FPT nó ngày càng cao lên bởi cái sự khác biệt, và đồng thời cái văn hóa của FPT nó cũng bảo vệ FPT trước cái sự công phá từ bên ngoài, đặc biệt là từ các công ty nước ngoài khi mà họ muốn lôi kéo những cái nhân tài, những cái con người của FPT về phía họ. Thế thì cái văn hóa của FPT chúng tôi cho rằng là một cái gì đó rất là đặc sắc, và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cái xây dựng cái văn hóa của mình. Và cái mục đích của chúng tôi trong thời gian tới là chúng tôi xây dựng được một cái hệ thống giá trị nền tảng của FPT, nó như là cái bản tuyên ngôn của FPT. Tôi cho là FPT vừa qua đấy thì đã thành công trong cái sự nghiệp của mình, và cũng như là trong những cái ý định ban đầu đấy, để là có một cái tiến tới một cái tập đoàn mạnh về công nghệ thông tin. Và sở dĩ làm được như vậy là thứ nhất là có cái ý tưởng đó, ý tưởng ban đầu cũng hết sức là quan trọng, dám nghĩ tới cái chuyện lớn, dám là so sánh với những cái tập đoàn lớn của các nước để mà mình hướng tới. Và sau khi có ý nghĩ như vậy thì FPT là có những cái chính sách và cũng đã thu hút được những cái người tài và những người trẻ, đặc biệt là trẻ và giỏi trong các cái trường đại học. Chuyện về văn hóa doanh nghiệp, về bộ gen FPT không phải là chuyện của một đơn vị. Không dễ gì xây dựng được bản sắc văn hóa công ty độc đáo đến như vậy nếu người lãnh đạo thiếu tài năng, bản lĩnh, thiếu sự công tâm và dân chủ. Bộ óc phải đi liền với tâm hồn, trái tim và khung xương vững chắc. Mỗi đơn vị tổ chức cần có một bản sắc văn hóa, cần tìm bí quyết riêng để thành công. Điều đáng nói là cái văn hóa ấy phải tụ hội được tài năng thì mới đảm bảo sự phát triển bền vững và đi lên trong quá trình hội nhập.